MacBook, macOS Rất nhiều lần mình review những sản phẩm máy tính Mac và macOS thì mình thấy các bạn luôn luôn comment một câu rất là phổ biến ở dưới ấy. Đấy là máy này cho ông nào thiết kế hay là dựng video hay là ăn chơi các thứ thôi Chứ còn những người làm việc bộ Microsoft Office trên này hoạt động không ngon, nó bị đó, nhưng mà thật sự thì mình cũng có dùng cái bộ ứng dụng đó ở trên đây, mình cũng dùng máy này để làm việc và mình cũng có dùng mẫu máy này khi mình còn đi học nữa. Thế thì cái quan trọng nhất này, ai cũng biết là Microsoft Office ở trên macOS, ở trên MacBook nó hơi hơn so với cả là ở trên các laptop Windows. Nhưng cái độ nó đến ở đâu? Và ai là người có thể chấp nhận cái độ ngu đó để sử dụng một mẫu máy như thế này? Bởi vì cuối cùng thì MacBook nó vẫn là một sản phẩm máy tính tốt đúng không? Nó vẫn có màn hình đẹp, nó vẫn có bàn phím tương đối xịn với các dòng bây giờ, nó vẫn có một bộ phận touchpad rất to, rất sướng, âm thanh loa thì cũng đã mà bây giờ pin của các dòng MacBook chạy chip M1, M1 Pro các thứ nó lại còn trâu nữa. Chẳng lẽ chỉ vì vài cái lời nói trên mạng mà các bạn lại bỏ qua một cái sản phẩm nó ổn áp như thế này à? Đó. Thì đây, hãy để mình chia sẻ với các bạn ngu như thế nào và cá nhân mình sử dụng nó là ra sao. Đây hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân của mình nha. Ok, đây là chiếc MacBook Pro 2018 của mình Các bạn quen thuộc rồi đúng không? Nó đang chạy macOS Monterey phiên bản beta và mới nhất ấy. Thì trong video ngày hôm nay mình không phải là muốn đánh giá, muốn review hay chia sẻ một cái gì kỹ càng Mà mình đang muốn chia sẻ trải nghiệm thực tế nhất của một người sinh viên ngành ngôn ngữ hay là truyền thông marketing Và mình đang đi làm với những cái thứ như thế này Thì liệu rằng nó có đáp ứng đủ hay không? Thì mong rằng là sau video này thì các bạn sẽ có một cái quyết định nó hợp lý nhất cho nhu cầu của mình Bởi vì các bạn cứ nghe bảo là Mac không dùng được Office ngu lắm đừng mua xong rồi các bạn bỏ phí đi một sản phẩm nó cũng ngon lành như thế này thì có phải là hơi chán hay không tất nhiên hiện tại cái mẫu máy này thì không còn bán hàng mới chính hãng nữa các bạn mà muốn mua hàng mới chính hãng để cho có một cái sự hoặc là yên tâm về mặt bảo hành hay là các bạn sinh viên thì chắc là sẽ xin tiền bố mẹ thì mua hàng mới nó sẽ dễ dàng hơn đúng không? Thì hãy tham khảo link ở dưới phần mô tả video. À, những cái chiếc MacBook mới và rẻ nhất hiện tại thì mình thấy là MacBook M1 cũng mới tăng lên gần 26 triệu tại shop đăng rồi. Tất nhiên là với mức giá đó thì mình vẫn đánh giá MacBook M1 là một sản phẩm ngon trong phân khúc đặc biệt là dành cho các bạn sinh viên mà à, có đủ điều kiện kinh tế bởi vì pin nó trâu, hiệu năng, màn hình, loa, bàn phím, touchpad mọi thứ đều rất là ổn áp. Ok, đi vào trong uh, 3 ứng dụng mà mình có dùng nhiều nhất và mình thấy các bạn có lẽ là sẽ phải đối mặt nhiều nhất đó là Microsoft Word, Excel và PowerPoint. Thì đây là những cái file mà mình có sử dụng, mình có duyệt hàng ngày. Thì với những phiên bản MacBook Pro mà có Touch Bar thì có một cái khá hay đó là các bạn sẽ có cái thanh ribbon ở ngay trên phần Touch Bar này luôn. Nhưng mà nói thật là mình cũng không bao giờ dùng đến thanh Touch Bar kể cả khi nó được tích hợp như thế này. Thì đây là một cái điểm không cộng cũng chẳng phải trừ các bạn dùng MacBook Pro đời mới mà xịn còn không có cái này luôn cơ. Cái điểm duy nhất mà mình nhận ra khi mà mình sử dụng Microsoft Office ở trên MacOS ấy, là cảm giác phím nó ra nó sẽ bị hơi chậm nhẹ nhẹ hơi bị delay lây nhẹ một chút cái đó là cái khó chịu duy nhất thôi tất nhiên là liên quan tới bộ gõ thì có một số những cái vấn đề mà các bạn dùng MacOS có lẽ đều biết đó là nó sẽ bị uh, nuốt chữ hay là nó bị mất dấu lệch dấu gì đó thì có một số mẫu máy nhá máy này thì không sao nhưng mà với MacBook uh, Pro M1 văn phòng mình có hai con đó một con gõ bình thường một con gõ kể cả lên Google Docs dùng Chrome hay là Safari hay là dùng Microsoft Office, dùng Microsoft Word như thế này nó vẫn sẽ gõ bị mất chữ và bị làm sao đó ấy. thì cái đó là thời điểm ban đầu mình gặp phải bây giờ thì nó cũng đã dần dần sửa được rồi. Ngoài ra về mặt giao diện với những phiên bản mình đang dùng ở đây thì nó cũng không khác biệt gì nhiều so với các mẫu máy chạy Windows cả. Tất nhiên là những cái phông chữ này đã được tối ưu lại và nó sử dụng những cái phông chữ mặc định của macOS luôn. vẫn sẽ có những cái phần như là track change để các bạn theo dõi xem là ai comment, ai muốn thay đổi cái gì. đây một cái uh, script mình viết và có một uh, người check nội dung comment vào Vẫn có thể thêm comment, vẫn check change Vẫn có thứ làm bình thường Vẫn có những cái format về chữ cơ bản Nói chung là đáp ứng đủ Hay là uh, vẫn có thể thêm bảng sửa đổi bảng ad ảnh Cơ bản là nó cũng như vậy Và với trải nghiệm của mình Thì mình thấy nó không khác biệt gì nhiều so với cả Windows cả Mà cái sự khác biệt nhiều nó sẽ đến từ một ứng dụng khác Đó là Excel Đây là một file Excel cũng cỡ khoảng uh, 376 dòng và đây là những cái pha mà mình phải đối mặt hàng ngày cơ bản thì nó chỉ là một cái list danh sách và có một số ô thì sẽ có rất nhiều những hàm if chồng lên nhau à, mình thấy rằng với những cái hàm cơ bản mà mình có đang phải sử dụng hàng ngày như kiểu hàm, hàm if này hàm sum này uh, vlookup vân vân và vân vân nó sẽ có một cái trải nghiệm bình thường thôi và không có gì gọi là quá ngu si mà cần phải kiểu phải đề cập đến đây cả nó không gây khó chịu cho mình ngoài ra thì với những cái phần cứng bên ngoài cho một trải nghiệm khá ổn ví dụ như là touchpad chẳng hạn thì nó cũng giúp cho nâng cao cái trải nghiệm của mình trên những cái ứng dụng như thế này zoom ra thì cái phong chữ sẽ được scale lại và nhìn rất nét này ngoài ra thì mình thấy các bạn học những ngành liên quan tới ngôn ngữ truyền thông marketing hay là sư phạm ấy thì chủ yếu các bạn sẽ dùng excel để gõ nội dung ra và tận dụng những cái thứ gọi là bảng biểu những cái ô kẻ sẵn ở đây để các bạn có thể brainstorm hay là khái quát hay là viết nháp những cái ý tưởng của các bạn vào đây hoặc đơn giản là các bạn làm một cái file excel như thế này để các bạn gửi tới đối tác mình chỉ thấy excel ở trên macOS nó có một số những điểm cùi cùi như thế này này đấy là khi các bạn đi vào những tính năng nâng cao hơn Ví dụ như là các bạn dùng macro cho Excel Hay là mình biết một số những bạn thì sẽ phải dùng VBA cho Excel Tức là một cái trình để như kiểu các bạn code, các bạn lập trình cho chính ứng dụng Excel này luôn ấy Nó cơ bản thì vẫn sẽ giống như những cái hàm các bạn dùng ở trên Excel này Nhưng mà nó sẽ được nâng cấp hơn thôi Thì lúc các bạn dùng tới VBA hay là các bạn dùng tới macro Thì mình thấy một số anh em có chia sẻ là nó sẽ bị vấn đề Bởi vì cái file VPA đấy nó sẽ có những cái sự xung đột Tới ứng dụng thứ ba mà hay dùng để trình chiếu là Microsoft PowerPoint Đây cũng là một số những cái file mà mình đã có sử dụng trong vài năm gần đây. Lặp lại một lần nữa, ai cũng biết là Microsoft Office ở trên MacBook không ngon. Nhưng mà liệu cái sự không ngon đấy nó có ảnh hưởng tới các bạn được không? Đây là một file slide của giảng viên của mình, văn học các nước nói tiếng Anh. Và các bạn thấy này, đơn giản nó chỉ là thêm text, thêm text và sẽ nói chính. Thì nếu mà hiện tại mình thấy các bạn thường sẽ có một cái phong cách làm slide là các bạn sẽ để chữ đằng sau rất ít và các bạn sẽ nói là chủ yếu giống như là mình làm với cái file này, mình sẽ chủ yếu là để một số những cái đầu mục. Một số những cái ảnh Sau đó thì mình mới là người Ngồi nói ở phía trước đúng không Thì nó lại cũng bình thường nốt uh, Thì trong quá trình mình trải nghiệm ấy Vẫn có thể uh, làm những cái thao tác Như là sử dụng những cái template có sẵn nhá Thêm ảnh vào này Edit với ảnh một chút kiểu crop tròn này uh, Chỉnh tách này Căn chỉnh tách này Thêm những cái animation Những cái đồ họa vào Nó không có nhiều cái sự thua kém So với cả Windows đến thế đâu Mà chỉ có một số những vấn đề Ví dụ như là mình muốn insert Một file PDF vào đây Đó ấn OK này thì nó sẽ bị lỗi như thế này. Đây là cái lỗi mình hay gặp phải nhất. Nói chung là mình cũng không rõ vấn đề này giải quyết ra sao và mình cũng không giải quyết vấn đề ở đây. Bởi vì thật sự là với những cái thứ mình làm thì mình sẽ hay kiểu import ảnh vào luôn, thế là xong. Tiếp theo là một thứ nữa, mình thấy các bạn khi mà dùng những cái phiên bản Microsoft Office 365 bản quyền ấy thì các bạn sẽ có được 1TB OneDrive miễn phí đúng không? Thì ở trên MacBook nó cũng giống như Windows thôi. Các bạn sẽ có một cái folder OneDrive riêng. Các bạn có thể add nó vào thanh bên cạnh này và sử dụng nó như là một cái Ồ, oh, một cái drive, giống như kiểu là iCloud Drive mình đang có ở đây. Và cái việc mà đồng bộ giữa các file ấy thì mình thấy rằng nó cũng nhanh, nó phụ thuộc vào tốc độ mạng của các bạn. Tất nhiên là nó sẽ có một số những cái sự khác biệt so với cả iCloud Drive hay là so với cả cái OneDrive này ở trên Windows. Và cuối cùng là Outlook, một cái ứng dụng mình đánh giá rất cao ở trên điện thoại là nó có khả năng add rất nhiều tài khoản vào, quản lý rất nhiều những cái đường mail khác nhau. Như các bạn thấy là mình đang có tới 3 tài khoản mail ở đây và quản lý thông minh cũng như là cho mình có thể là duyệt, nhìn rất là dễ dàng cái này là nó sẽ không tải ảnh nhé để đề phòng là nguy hiểm ấy. có những cái file zip có thể là có virus và khiến máy các bạn gặp nguy hiểm cái outlook này thì mình thấy hay nhất là cái ứng dụng điện thoại của nó ấy, có khả năng kiểm soát các tài khoản mình cảm giác là rất trực quan và thao tác nhanh dễ dàng gmail thì nó cũng có khả năng kiểm soát nhiều tài khoản cùng một lúc ấy nhưng mà mình thấy thao tác mặc dù là nó giống nhau thôi nhưng mà vẫn luôn là một cái trải nghiệm người dùng mình thích cái ui ux cái thiết kế giao diện của microsoft hơn và cuối cùng mình biết là nó không liên quan tới macOS lắm nhưng nó cũng sẽ liên quan tới cái đối thủ cạnh tranh của bộ Microsoft Office đó chính là bộ Google Suite thì với điện thoại của các bạn các bạn cũng hoàn toàn có thể tải những cái ứng dụng tương tự như vậy ví dụ như là PowerPoint, Word, Excel và nó cũng sẽ có đồng bộ với những cái file có ở trong file OneDrive của các bạn luôn ví dụ như đây này, Reason nó sẽ ra được những cái file Word mình vừa mới mở hay là vào Excel thì đây mình cũng đang mở một file ở trên điện thoại và đồng thời thì nó cũng hiện luôn lên máy tính là file này vừa mới được mở xong rồi mình vở lại thì mình cũng có thể đồng thời chỉnh sửa giữa các thiết bị sửa trên một thiết bị thì cũng gần như ngay lập tức là nó sẽ hiển thị ra những cái sự chỉnh sửa đó trên điện thoại của các bạn các bạn có thể thấy ngay những cái file mình có sử dụng, có làm, có tạo ra, có edit trên chiếc MacBook này trong khoảng vài năm vừa qua. Mình biết mình không phải là một người dùng Pro, mình không làm rất nhiều những cái video animation ở trên PowerPoint giống như ở trên mạng có một số bên kiểu nice slide có hướng dẫn các bạn làm nhá. Mình làm cái đó ở trên After Effects. Mình biết là mình cũng không phải một người quá đi sâu vào các hàm hay là các cái macro ở trong Excel và mình cũng không phải là một người sử dụng Microsoft Word để làm một ứng dụng gõ chính. Mình thường xuyên là gõ trên Google Docs là nền tảng online cơ. Nhưng đồng thời mình cũng biết rằng có rất nhiều các bạn ngoài kia mà có thể là các bạn phần lớn các bạn đang xem video này thì sao? Đó là nhu cầu sử dụng của các bạn với một chiếc máy tính để học tập hay là để làm việc chỉ đến như mình mà thôi thì đó mong rằng từ những cái trải nghiệm thực tế của mình thì các bạn sẽ có cho mình một cái quyết định chọn mua máy đúng đắn nhất. Mình nghĩ rằng tóm gọn lại thì các bạn học ngành marketing này, các bạn học ngành uh, truyền thông này, các bạn học ngành ngôn ngữ, sư phạm, các bạn hoàn toàn có thể tự tin sử dụng những chiếc MacBook bởi vì mình có những người bạn ở trong những ngành đó đang dùng MacBook để học tập để làm việc hoàn toàn bình thường. Còn tất nhiên kế toán hay là những cái liên quan tới Excel ở trên MacBook, trên MacOS nó vẫn là một niềm đau mà thôi. Còn các bạn đang sử dụng bộ máy gì để phục vụ nhu cầu học tập hay làm việc của mình Và các bạn đang dùng Macbook ấy, thì các bạn có gặp cái vấn đề gì với cả Microsoft Office hay không Thì có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng biết Và mình sẽ có thêm nhiều những kiến thức, nhiều những góc nhìn nữa để tương lai mình có thể làm những video chia sẻ Đánh giá một cách khách quan và thực tế hơn Chứ Macbook tốt thì tốt thật Nhưng mà nó đâu phải hoàn hảo đâu, không thể cứ khen mãi được đúng không Ok, cảm ơn các bạn đã xem video đến đây Xin chào và hẹn gặp lại